loạt ảnh gốc trước khi photoshop thành hot girl của các cô gái khiến ai cũng phải giật mình những hình ảnh được các cô gái đăng tải lên mạng xã hội để sống ảo thì vô cùng lung linh tuy nhiên ảnh gốc mới choáng váng photoshop này càng phát triển và tạo ra những thay đổi đáng kinh ngạc khiến ai cũng phải choáng váng từ những bức ảnh bình thường nhưng chỉ cần qua vài thao tác photoshop là đã lung linh đến khó ngờ và thu về hàng trăm nghìn lượt like sức mạnh của photoshop khiến ai nấy đều phải choáng váng Tuy nhiên, thời qua cũng, đã có không ít cô nàng hot girl mạng bị bóc phốt. Vì chỉnh sửa ảnh quá đà, khiến ai cũng không nhận ra. Thậm chí, nhiều anh chàng hẹn hò online rồi đến khi gặp mặt mới sang chấn tâm lý. Vì nhan sắc thực sự của bạn gái khác xa ảnh trên mạng. Theo đó, ảnh, được các cô nàng đăng tải lên mạng xã hội, thì vô cùng xinh xắn, nước da trắng mịn không tì vết thân hình nuột nà. Tuy nhiên, những bức ảnh gốc bị bóc mẽ thì lại vô cùng kém sắc, thân hình cũng không được thon gọn thậm chí, nhờ những bức ảnh lung linh mà nhiều cô nàng còn trở thành hot girl mạng và có hàng chục ngàn follow. Tuy nhiên, khi xem loạt ảnh trước và sau khi chỉnh sửa thành của các cô nàng dưới đây, thì chắc hẳn nhiều anh chàng sẽ mất niềm tin vào ảnh trên mạng lắm đây. Hãy cùng xem sức mạnh của Photoshop đến mức độ nào nhé. Clip có thể bạn quan tâm. Video 10 câu đố di chuyển que diêm thách thức trí thông minh của bạn. Nguồn: Câu đố vui dân gian Việt Nam nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại